Hiện nay, các sản phẩm công nghệ đang ngày càng trở nên phổ biến và có sức hấp dẫn đến mọi lứa tuổi. Điều đáng nói chính là vấn đề lạm dụng sản phẩm công nghệ của trẻ nhỏ. Bằng chứng là đây. Anh có thường xuyên thấy các bé chơi không ạ? À, đây hầu như là ở thành phố là thấy nhà nào cũng có một cái nó, hoặc là máy tính bảng, hoặc là lấy cái máy điện thoại của cha mẹ nó chơi. Nói chung là cứ bấm máy suốt, à cứ về tới nhà là bắt đầu là bé cứ đòi coi tivi, xong rồi cái hết tivi rồi tới bấm máy. Đa phần các bé là xem tivi nhiều. Buổi tối và thì hay năn nỉ xin mẹ. Nói chung là đầu óc của các bé lúc nào cũng bị phụ thuộc vào cái đó nhiều. Đi học về cái là mở tivi, kêu các bé làm gì thì rất là thụ động. Còn không thì bắt đầu là chui vô chơi game, trốn mẹ chơi game. Có thể nói các thiết bị công nghệ luôn có một sức hấp dẫn đặc biệt với trẻ nhỏ. Để chứng minh điều đó, chúng tôi đã làm trắc nghiệm tại một lớp học thuộc trường mầm non Sơn Ca 6, quận 12. Và thật bất ngờ, 87% trên tổng số 15 bé tham gia trắc nghiệm đã lựa chọn các thiết bị công nghệ thay vì các đồ chơi quen thuộc hàng ngày. Con thường chơi cái trò chơi gì nhỉ? Chơi điện thoại mẹ thôi à. Thế con chơi trò chơi gì ta? Chơi xây nhà. Gì nữa? Chơi xây nhà. Tức là con mới tính. Con chơi những trò chơi, chơi xe đua, chơi gì con sinh nhân. Con chơi trò sao, con chơi trò con cá mập rồi gì chơi, trò cảnh sát chạy chó, trò chạy. Con còn biết chơi chơi gấm bi, chơi cho mèo, chơi cá mập. Khoảng cách quá gần với màn hình sẽ ảnh hưởng không tốt đến thị giác của trẻ. Chỉ chăm chăm vào thiết bị công nghệ mà không hề quan tâm đến mọi người xung quanh. Đó là những tác hại dễ dàng nhận thấy ngay, nhưng có những tác động tiêu cực tiềm ẩn khác mà phụ huynh không thể lường hết được. Thì người ta đã chứng minh bằng khoa học rồi, ở cái lứa tuổi mà từ 0 đến 2 tuổi thì không nên sử dụng những cái thiết bị đó. Tại vì ở cái lứa tuổi này là cái giai đoạn mà não nó đang rất là phát triển. Thì khi mà mình sử dụng những cái thiết bị iPhone, iPad thì nó sẽ làm, khi mà trẻ con nó chơi thế nó làm giảm cái khả năng chú ý, tức là nó luôn luôn nó chú ý vào những cái màn hình ở trên cái iPhone, iPad thì nó còn không chú ý đến cái môi trường xung quanh nữa, và như vậy thì nó sẽ làm cho trẻ nó thiếu tập trung, rồi nó không phát triển về những cái giác quan khác bên ngoài, ngồi ì một chỗ, và tiếp theo sau đó là nó có nhiều cái hệ lụy rất là nhiều, ví dụ như là nó có thể về vấn đề về thần kinh thì nó có thể làm giảm tập trung, nó có thể gây trầm cảm, và người ta thấy là nó có kém, có sự, tức là làm cái gì nó cũng không có được một cái sự chú tâm và cũng phản xạ nhanh nhẹn như những cái đứa trẻ mà không có sử dụng những cái thiết bị đó. Rồi thêm vào nữa là nó có thể bị béo phì. Lớp mình là nhiều nhất. Có nhiều khi cũng muốn bận làm gì đó ha, cần hò luyện cái máy cho bé xem, rồi đó lúc đó con làm học hồi cho ba mẹ, lại mọi thứ xung quanh toàn là xung quanh nhà chỉ toàn là thiết bị đó thôi, cũng là do gia đình, cho gia mẹ thôi chứ không có do ai đó. Lỗi do mình thôi chứ không phải là do các bé. Vậy để ngăn ngừa và giảm thiểu căn bệnh nghiện các thiết bị điện tử của trẻ em thì những người lớn trong gia đình đóng vai trò quan trọng nhất. Bố mẹ phải làm gương, tức là không đưa những dưới 2 tuổi thì là không đưa cho sử dụng những cái công nghệ đó, mà từ 2 tuổi đến 5 tuổi thì giới hạn cái thời gian tối đa là 1 tiếng thôi, còn từ 6 tuổi cho đến 18 tuổi thì tối đa là 2 tiếng đồng hồ trong một ngày được sử dụng thôi. Biện pháp mình thấy là phải chơi với bé thôi, chắc chắn là bố mẹ phải dành thời gian chơi với bé, tốt nhất là nên có những cái sân chơi ngay trong cái khu vực các bé ở. Nó cho bé đi chơi ra ngoài chơi nhiều, nhưng chứ ở nhà cứ suốt ngày ở nhà có bắt đầu ôm máy, ở nhà ôm máy. Có thể thấy công nghệ số hiện nay là phương tiện giúp cho cuộc sống vật chất lẫn tinh thần của con người trở nên thoải mái và thuận tiện hơn. Nhưng việc các em nhỏ sử dụng sai mục đích và lạm dụng quá nhiều các thiết bị công nghệ số sẽ tạo nên những hệ quả không tốt trong hiện tại và lâu dài.
các bậc phụ huynh hãy là người sử dụng những thiết bị công nghệ điện tử một cách khôn ngoan nhất để đem đến cho các bé những tiện ích thật sự cần thiết để góp phần giúp trẻ phát triển toàn diện về mọi mặt.